Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ lắp ráp chùa Toji Kyoto, Nhật Bản cho mọi người xem nha. Mình sẽ vừa lắp vừa sơ lược qua chùa Toji cho mọi người nghe nha. Thành quả ở cuối video ạ. Mong mọi người ủng hộ, đăng ký kênh. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ.
Mình sơ lược một chút về chùa Toji Kyoto cho mọi người nghe nha. Chùa Toji hay còn gọi là Đông Tử, Dòng Si, tức ngôi chùa phía đông. Chùa này rất nổi tiếng bởi nó là di sản thế giới của UNESCO ở Kyoto, Nhật Bản. Khuôn viên chùa khá rộng và mang một dáng vẻ xinh đẹp bất kể xuân, hạ, thu, đông. Chùa Toji là một ngôi chùa ra đời từ khoảng những năm 700, vào thời điểm thủ đô được rời đến Kyoto, lúc này Kyoto được gọi là Heian. Được biết, vào thời kỳ Heian, chùa này cùng chùa Seiji, chùa Tây, là hai ngôi chùa có vai trò như là đền bảo vệ tháp canh của cửa ngõ đi vào thành phố ở phía nam. Tuy vậy, chùa Tây đã bị phá hủy sau một trận hỏa hoạn và hiện không còn tồn tại. Chùa Toji sau 30 năm xây dựng vẫn chưa xong, cho đến khi Hoàng đế Sege bổ nhiệm sư Kukai lên làm trụ trì, mọi việc trở nên thuận lợi hơn. Tuy vậy, cho đến khi sư mất thì ngôi đền mới được xây xong. Năm 1486, ngôi chùa bị hỏa hoạn lớn. Chùa cũng thường xuyên bị động đất, sét đánh, hỏa hoạn nên nhiều tòa nhà hiện nay của chùa đều đã được xây dựng lại trong thời Edo. Hiện nay, chùa đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 1994. Đây là ngôi chùa đặc biệt mà du khách có thể nhìn thấy ngay khi đang ngồi trên tàu Shinkansen để đến Kyoto. Chùa Toji trở thành một trong những điểm nổi tiếng nhất của thành phố bởi nó sở hữu tháp 5 tầng tháp gỗ cao nhất Nhật Bản và cũng là biểu tượng vĩnh cửu của cố đô Kyoto.
bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free.
cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Nhấn subscribe và like nếu mọi người thích nha.